Xin chào, hôm nay Tuyun giới thiệu đến bạn một shop chuyên kinh doanh bọ cánh cứng mà bạn của Tuyun đang bán. Thấy không, ở đây có rất nhiều bọ trên thế giới và những thứ liên quan đến bọ. Muốn mua bọ nước ngoài về nuôi để kinh doanh và nghiên cứu thì bạn có thể liên hệ anh Tạo. Anh ấy sẽ giúp bạn có được những chú bọ siêu VIP trên thế giới một cách dễ dàng với giá tốt nhất. Nuôi bọ rất lời vì chúng dễ sinh sản. Lỡ có sổng con nào ra ngoài thiên nhiên thì cũng không sao cả, chỉ có lợi chứ không có hại. Mới xuất hiện khoảng 1 năm từ khi tôi mua bọ cánh cứng về Việt Nam để nghiên cứu bảo vệ môi trường thiên nhiên. Nó đã trở thành trào lưu của giới trẻ Sài Gòn. Có những con bọ quý hiếm trị giá hàng triệu đồng. Nên đó cũng là lý do tôi muốn tạo ra mô hình nuôi bọ phát triển hơn nữa ở Việt Nam, để giúp các bạn trẻ yêu quý động vật có thêm thu nhập trong cuộc sống. Còn để nuôi bọ thì tôi hướng dẫn sơ thế này. Chỉ cần những chiếc hộp nhựa có nắp đậy, nhưng nắp được đục thủng nhiều lỗ để bọ dễ thở. Trong hộp thì chứa các loại đất trồng cây, mùn cưa để cho bọ sống, và các loại thức ăn chủ yếu của bọ là trái cây nhiệt đới. Ngoài ra bạn cũng có thể nuôi bọ từ khi còn là ấu trùng sẽ càng vui hơn nữa. Có những loài bọ cánh cứng có thể dễ tìm thấy ở những vùng quê. Tuy nhiên, để sở hữu một con bọ độc đẹp và hiếm thì người nuôi phải mua từ nước ngoài. Vì môi trường thiên nhiên Việt Nam bị tàn phá dữ dội quá, làm sao còn kiếm được những con bọ độc như hồi xưa nữa. Tuyun từng có một nhóm chuyên vào rừng tìm những loài bọ quý hiếm trong sổ đỏ Việt Nam để về nhân giống mà kiếm không ra, phải toàn nhờ mua về từ nước ngoài. Bây giờ chỉ cần bạn nào thích sưu tầm bọ quý hiếm, cứ nhờ anh Tạo mua về nuôi và phát triển, rồi phụ Tuyun nghiên cứu xem chúng thích sống ở đâu, nên trồng những loại cây nào để phát triển giống nòi của chúng. Rồi cứ như thế mà chúng ta sẽ mở ra một cái hội riêng để bảo tồn loài bọ và thiên nhiên. Nuôi bọ vừa vui vừa có thu nhập, lại được sống gần gũi quan tâm đến môi trường, vậy là chúng ta đã giúp đất nước mình tốt đẹp hơn rồi đó. Cả thế giới sẽ yêu quý Việt Nam nếu chúng ta biết yêu quý thiên nhiên và bảo vệ động vật, đúng không nào?